nhậu, Đông dùng dao chém bạn nhậu gây thương tích nên bị lực lượng công an phạt hành chính. Đưa chưa đóng phạt, Đông tiếp tục lăng mạ, xúc phạm và giết lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Chiều ngày 12 tháng 3, Công an xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long cho biết vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp dân để kiểm điểm và tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trịnh Hoàng Đông, 42 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ về hành vi lăng mạ, xúc phạm lực lượng công an. Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 15 tháng 2, Công an xã Tân Hạnh tiếp nhận thông tin và đến giải quyết mâu thuẫn giữa gia đình bà Lưu Thị Bé Ba và gia đình bà Lê Thị Hồng Phương cùng ngụ tại xã Tân Hạnh. Khi lực lượng công an đang xử lý vụ việc thì Đông đến dùng lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy đã được lực lượng công an nhắc nhở nhiều lần nhưng Đông vẫn không dừng lại. Sau đó con của Đông đến kêu về nhưng Đông không về mà còn đánh con mình nên công an xã tiến hành khống chế đưa về trụ sở cơ quan làm việc. Tại cơ quan công an, Đông vẫn tiếp tục dùng lời lẽ thô tục lăng mạ, xúc phạm và dọa đòi giết hết lực lượng công an xã Tân Hạnh. Xét thấy hành vi của Đông đã vi phạm vào điểm B khoảng 2 điều 21 nghị định số 144/2002. Đông đã vi phạm vào điểm B khoảng 2 điều 21 nghị định số 144/2021 nghị định CB ngày 31 tháng 12 năm 2021 của chính phủ. Do có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ, nên công an xã Tân Thạnh đề xuất Ủy ban Nhân dân xã ra quyết định vi phạm hành chính Đông với số tiền 5 triệu đồng. Ngoài ra, vào ngày 20 tháng 12 năm 2021, trong tiệc nhậu ở địa phương, Đông phát sinh mâu thuẫn với bạn nhậu và đã dùng dao chém vào đầu và mặt của Lê Quốc Tân gây thương tích nên bị công an xã Tân Thạnh đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng đối với Đông về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác. Nhưng Đông vẫn chưa đóng phạt thì nay lại tiếp tục vi phạm. Công an cho biết Đông đã từng được đưa đi trường giáo phú dưỡng cải tạo 12 tháng và bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tại buổi kiểm điểm, Đông đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái, bản thân thấy hối hận và hứa sẽ khắc phục sửa đổi. Rồi buông anh, rồi nhìn rồi. Đồ có trang không?